là chỉ quan tâm cái tác phẩm không? Không nhá, nhưng mà như anh chơi ấy, thì anh sẽ để ý đến chất liệu form cây của mình ở ngoại nào. Ví dụ nếu như cái cùng cái size này mà là năm điền thì muôn đời cũng biết không bao giờ có cơ hội cạnh tranh được cái nét của nó. Nhưng mà size to hơn thì mình lại ưu tiên chọn năm điền. Ý em chơi ấy, thì là cứ đẹp là em chơi. Đúng rồi, đẹp là chơi. Cứ đẹp là chơi. Cứ thích mà mình thấy một cái tác phẩm này mình yêu thích nó. Đúng rồi. Thì mình chơi. Là chơi thôi. Chứ nhiều ông bây giờ cơ mà. Nói trên quê các ông lắc đầu này. Nó có cái giá trị sâu sắc nhiều người người ta không để đến đâu ấy. Đây là cây sinh quê mà. Vâng. Phải. Và mình có nhu cầu bán đâu mà. Chất liệu này là quan tâm đến là người ta năng xê làm tiền nữa. Mình dùng để mình chơi thôi mà. Cái lỗi là về của anh họ. Nếu để chuyển giao thì không phải ai cũng làm theo được. Cũng phải có quá trình. Có quá trình. Có đấy, nhưng đơn giản. Cũng phải có quá trình. Tức là nó giống như một cây thập ở ngoài đời. Đúng rồi. Tức là mục đích là đang muốn miêu tả cái cây đấy. Có thực ra các cái bông đi đĩa, ví dụ như này chẳng hạn, thì người ta nói là liên quan đến cái việc cái tác động vào nó quá nhiều. Nó kiểu hơi bị máy móc anh. Thực ra nó có hai cái. Một cái lối này là mới vừa làm vừa sáng tác. Thì nó có cái nhược điểm là ông nghệ nhân không thể làm được nhiều tác phẩm. Những cái nối kia thì một ông nghệ nhân có thể làm được nhiều tác phẩm. Những cái nối này thì một ông nghệ nhân không thể làm ra nhiều tác phẩm. Anh nhìn thấy em quen cô, chắc là anh em gặp rồi sao? Có vọng lên hình như em gặp anh ở Sài Gòn Tâm. Anh mang cây đến em. Đến không? Có rồi. Đi mấy lần rồi gặp anh rồi. Nói chung va chạm nhau anh em mình chưa biết nhau. Em chỉ biết anh, như anh chắc không biết em, tại vì anh nổi tiếng rồi. Đâu? Không, thế nào? Anh chưa bao giờ anh cho lại. Không, ý là anh đã sở hữu những cây tương đối đẹp thì mạng đã quay đến anh nhiều người biết. Chứ còn em không phải là anh. Nhưng mà anh vào xưa là anh nhập hàng tương đối. Cây này mới là... Cái lúc anh mới vào em cũng để sân tượng của em to 100 mét. Anh được không dụng sân tượng nhà anh may được. Cây này có lên người không phận nhân sĩ đâu. Dạ không, cây này vẫn đang cứ đập vườn. Đó ý, nếu mà có một chuyện đồng ý thì là em vẫn đồng ý. Ok, thì anh này vẫn lên sân tượng. Thế là sợ cây này có khi cho ở chậu gia chủ thì đẹp hơn. Dạ, cây này thì cho chậu gia chủ mình nghĩ rồi. Và... Nhưng mà cái gia chủ mà cái size rộng như này nó cũng hơi hiếm. Và đi tìm cũng tìm nhiều rồi anh ạ. Nếu mà nó mỏng mà nó tầm này hơi ít. Cái cây này bản chất nhá, bản chất là đồng chí phải đặt cái chậu 100 triệu ở bên Nhật về. Thay vào rồi vẫn phải bỏ ra. Okay. À, phải thay bằng ngoại chậu rẻ tiền hơn. Đấy, tức là cái chậu đắt chưa hẳn nó đã hợp với cây. Mua về thay nhưng rồi mà, đấy. Nhưng mà tôi thấy thì nó lại không hợp màu với cây. Vâng. Đúng không? Cái màu sắc này đúng là lấy màu xanh thì ok. Nếu của chậu thì chậu nào cũng được. Nếu mà màu xanh thì ok. Nó không có, quan trọng là không có. Nếu có thì chắc đâu có nha, Tuấn Anh nó không nhường. Có là có cái à. Có giữ, cái mà nó giữ trồng cái gì mà nó giữ. Nó chỉ cho dùng màu tím thôi, màu à? Xanh nó giữ. Thế thì bó tay rồi. Cái chậu này là thằng Tuấn Anh nó tặng. Không đi chơi nhỉ, một phong cách chơi. Cái đồ lỗi đó rồi. Thích là sai chơi kìa. Mỗi người một phong cách. Chơi cây thì nó đòi phải tư duy, nó tự nhiên chịu đựng kinh khủng. Khi mà mình nó là cái mỗi thứ phải có một kiến thức về cây này. Nó tất nhiên cái làm gì vấn đề này nói thế thôi chứ nó rất là cầu kỳ. Nhiều năm anh cũng phải đơn giản những cái cút như này không cái cút thì em nói là ngoài cái vấn đề đây, yêu nó, mình này, thích nó này, chắc chắn rồi. Bởi vì anh yêu, anh thích thì anh chắc mua đúng không ạ? Hoặc anh với chinh phục đúng không ạ? Thật sự là đúng không ạ? Chắc từ đây, chắc từ đây đi ra đây. Rồi, 12 năm. Một, anh nhìn chỉ kỳ lắm rồi. Cái găng tay này là 12 năm này. Rồi, đơn giản. Được ra như này là đâu phải đơn giản.
cát giật nó cứ như này này, từng mẩu từng mẩu này. Cây này nó rất là yêu, nhìn nó nhìn nó cây này nó cảm giác nó cực kỳ thoải mái, không bị co này quá nặng nề, chẳng nó liên quan đến tí kiến trúc đúng không ạ? Ví dụ anh co kéo anh đục khoét cái thứ nó lại liên quan một tí không? Bạn này mà căng như thế nó có tí được đấy, cái cây này cây này bể cây là cây bản thân anh là dân thiết kế. Nó vừa là bán cây là cây này quê mà già cổ nó đắt lắm đấy ạ. Nghe mà ngưỡng mộ lâu lắm rồi, nghe thấy giọng quen quen rồi. Bạn đâu? Lê Văn Phúc thì cùng trường phái bonsai, mình chưa ngày mình sẽ đến đơn giản cái núi chơi núi bày sắp đặt đồ đạc. Đâu phải là mình không có bao nhiêu cây mình đúng không? Nó cần gì phải to là này cây cây nhìn là như đại học mình đi không? Hoàng ạ, tôi giả sử ví dụ Nam vẫn đây anh vẫn hay hay anh trêu bọn mình mày làm cái như cái mẹt đấy. Tác phẩm đẹp phải làm. Ok ok. Thế thì mình rất tôn trọng cái việc là bạn đăng một cái tác phẩm lên ấy, một là bạn dùng có không? Điều đầu tiên là phải biết tôn trọng người thưởng lãm. Cái việc thứ hai đó là mình phải biết tôn trọng cái tác phẩm của mình. Đúng không? Tôi thấy nhiều ông đăng không chụp vừa chụp hai cái gì có khi những cái tác phẩm rất nhiều điểm và chỉ nhìn đến rất cao, không để ý đến quá nhiều. Thật ra là khi mình có phân với cái đấy chụp khi mình chia sẻ một cái ảnh cho anh em là mục đích của mình là chia sẻ cái này. Chứ mình không phải không nghĩ ra chuyện chia sẻ mà bán. Đăng lên để bán nó khác, mình đăng là mình chia sẻ đấy. Tại sao tôi lưu một cái hình ảnh của ông ấy? Cái hình ảnh đó nó không phải có phần. Anh đang đứng ở cái chỗ thế giờ nó kể cả tôi đăng lên Facebook đấy. Cái một là mình phải tôn trọng cái tác phẩm này. Hai mình phải tôn trọng cái mini ấy. Nhiều ông mà tôi thấy là không nên. Mình phải tôn trọng. Tôi không quan tâm đến cái giá trị. Cái đấy là phần mình cố gắng để cho mọi người đang đọc làm sao tôn trọng cái xem. Không, cái đấy, cái quy định đấy là đúng. Cái đấy tức là mình phải khắt khe đi một tí anh ạ. Đúng không? Tức là mình cảm thấy là mình cái này là tự diện không? Tự diện nhỉ? Tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng họ trước. Có một cái cây này hôm trước là mình thấy Hoàng có một cái bức tượng để đây này. Tôi thấy là đẹp ấy. Không dám đẹp. Mang đi mất ngay. Không ai ta lấy. Mất rồi. Mất rồi. Là vừa mất ở đây. Không không không. Cũng mới ở chỗ khác, chỗ khác. Nhưng mà toàn bộ nếu như mà ba cái tác phẩm này từ đây thấy ông con này ra bằng đi đâu không để đau lại nhưng mà cái này riêng cái này có bức tượng không có gì mấy mà với em nó với đồng bộ một là nó phải hợp với cây tự nhiên có cây tự ba là hợp với tự nhiên chiếu trong tường đó đó là không chết tự nhiên cây này có mà cái chuyện đấy chủ nhà hàng là nhưng mà cái này vừa giao cho nhà hàng dạ tiền rồi. Thế là trong trường hợp mất cái chơi cái không nên thì có cái cả cái tức là đi chơi đâu là phải nó phá vỡ một cái liên luật của một cái kiểu tự nhiên này là tự nhiên phải thì là giá đấy là phá vỡ một cái liên luật nó không theo. Bây giờ nhiều ông những cái cây trực các ông cứ tay lo đối tay kia bốn cái tay hút một lúc là xong đấy ra hút rất đơn giản mà thậm chí ở cái cây này nối theo một kiểu anh thấy nào trực là nó siêu siêu thôi. Huy Long Biên là đi trước làm công an quá dễ là mua cái đấy của dạ. Quang Long Biên đấy à thuê cái xe Long Biên thì mình biết làm về làm các công viên làm cây bên đấy hôm nay đi Bắc Ninh không thì một là em thấy là một là đấy à tưởng đi em đang Bắc Ninh nếu mà hắn ông mua phôi bạn gốc thì bạn có biết tầm nếu ông mua trên phủ lệ thì biết hết thì anh em chơi nhau làm thế là anh chưa đi à vâng tưởng anh đi rồi vâng tư duy mình để phát triển cái tư duy đúng không ạ? Đây là gọi vườn lệ bên hết mà mua cái phôi mua gì mua hàng rồi vườn lệ biết là lại có nhiều cây mua cái phôi rất đơn giản vườn lệ chắc nhiều chưa đi mini chủ lệ là luôn của nền chủ gì thôi nhà ở nhà mình thì cũng nhiều loại này nhưng mà mình có mang đi mình nói trên vườn bốn mang bốn con này alo nhỏ quá em vừa mua cái cây thật ra thì em lại chưa mua đó ngoài hay mà rồi em mua một cái quậy bắt bắt trái răng Bùi Vinh này rồi rồi ok quậy bắt bắt trái những cây này thì nó đòi
chào tất cả diễn nhá. Chào vào lên sẽ chào cây này nó sẽ đẹp rồi. Bà đang cái nào nhỉ? Để cho đẩy lại cho. Hoặc là chiều về cùng nhá. Đi về cùng nhá. Đi về cùng anh Kiện tầm 3 giờ 4 giờ về cùng anh Kiện. Đi cùng ô tô về luôn thì gì? Về cùng anh Kiện, sao anh cùng anh Kiện về mà. Về cả nó sang nó to lắm này. Con này trông là tôi ngồi về nhà. Tao làm là hay. Và anh gì? Đây là anh gì là nó thích nó không chỉ được khoảng cây cả chi dặm rồi. Và cái cây nhìn được hết cảnh tiếp nắng nó xuyên vẫn xem có ánh nắng nó vẫn xuyên qua được mà cái nối hàng cây bùng bảy chỉ rằng thứ nhìn thấy cây cận nghe nói anh thì gặp Hoàng đây chẳng hạn, khi anh em gặp nhau ở ngoài rồi thì rất mong muốn là hôm nào phải ra nhà Hoàng được chẳng xin phép ra nhà xin rồi anh gì cầu kỳ đấy cầu kỳ anh ơi thôi chào anh à xin chào anh ơi toàn giáo đầu em không ăn cái nào đây không à, em không ạ à. Sau bọn anh chỗ trẻ làm được dành cho xuống mời em một chị uống rượu chưa? Em không thể nói nó không cùng. Bọn em vào uống rượu chưa? Em đang ngồi chơi đây tí. Ngắm cây như vậy không cần ăn. Quá cực kỳ. Đây tác phẩm này là của anh. Không bỏ một mộc này. Cứ lôi ra. Anh hỏi đến mình có nhận ra em không nhỉ? À bây giờ chắc không. Nhận chuyện nhận cây à? Không nhận cây à? Không. Ý này cái đỏ là điểm đỏ là mình cũng phô luôn mình phô nổi á đích quen lắm nhưng mà chẳng tương tác với nhau thì tương tác nhưng lúc mà cách đây mấy năm thì em lại để cho anh một cây thì chẳng có anh không nhớ đúng mấy trăm nghìn nữa nhưng mà em anh ghép vào quán cà phê cơ anh mua trên mạng nhiều lắm này anh cũng không nhớ mấy cả hôm gặp thì cái nhà thành sắt gần chú Bắc anh cùng ai chắc đầu lắm em chào quan mẹ lâu lắm mới gặp mày lâu nay đi đâu đâu ấy hả không đi sao mà cúc chơi mày đói đói mà ăn chơi rầm rầm đói sao thì mình có ăn chứ khi ra nhà thì đờ nói thật với anh đấy em thì cứ thích ra chợ Phúc để kiếm tiền lắm đấy chứ nhưng mà có anh em ở đây à, có lớn thời điểm anh sinh mất rồi thôi mình nghe mình nghĩ đi có nhiều người bắt chước theo lối của mình không nhiều người tốt mà trong nhưng mà trao lưu tốt mà cắt một thời gian là phải cắt lại đấy trong 4 cái ngày cũng nhiều mà đồng chí Phạm Quý Khôi à khôi ngày xưa thì là khôi là như này này ngày xưa là khôi nó bán phôi trên mạng thế là bán mình nó mới bán cho mình thế là mới chở hai phôi đến nhà mình thế từ khi cậu chở đến nhà mình cậu nhìn thấy cái lối của mình thế là cậu mới bám làm văn là như thế nhà mình có còn hai cái phôi ban đầu cậu lên đây cậu mới bám về cậu học theo sau đó là cậu còn mời mình lên nhà dạy cậu cắt cây cơ lúc là đầu tiên dạy hồn quê trời ơi ngày xưa anh lên anh định mua lúc ấy nó hỏi nó giá bao nhiêu nó bảo 25 ông Minh nó bảo là ui con này 10 là tinh lắm rồi là mình bảo thôi các cô bảo là tư vấn cho em con này chứ mình bảo là con này em muốn sửa con này nó cứ lối ngọn mình bảo là con này em muốn sửa thì em đưa chậu rộng ra đưa tóc rộng ra thả cái nguồn khắc phục cái nhược điểm nhà đó chứ nếu mà em cắt dần lại thì con này cắt dần lại thì em không doanh được thế là cậu về cậu làm đúng thế đấy chứ
Hôm đấy mình thấy nó đang lên, nó bảo lá móng, mình tưởng là con lá móng làng ngon quá, thế là phi cho ông Minh phi thẳng lên luôn. Anh Hoàng Cơ nó phải Tích Giang không? Không, Tích Giang gì? Không, Tích Giang đấy. Không phải Tích Giang. Còn đấy nó cũng không phải lá móng. Làm những cái làm ông này mà kiếm được chất liệu lá móng. Hồi biết Tích Giang là đích thì gió cửa mời. Hồi đấy anh định mua con đấy. Con đấy là nếu mà hồi đấy mà mua chắc chỉ tầm 15 triệu. Cô chăm sóc là nó bé này, có phân hân ngập mồm mù luôn rồi đâu, nó béo lắm, tàn hoàng. Nếu mà cho phân ăn nhiều phân nó béo. Chăm chút cái này rồi để từ ngày từ giờ nâng niu. Em lo con này là tính thời gian thôi, cứ làm. Hình như cái bạn nào ở Thanh Hóa đưa ra cho mình mới làm lại đúng không? Mang về Thanh Hóa không ai cắt nổi, đúng không? Đúng rồi, bạn này là phải chuyên mô tô, thuê một chuyến xe là chở cây ra đây để làm lại. Ấy, đến thời kỳ cắt là ông đưa ra, cái ông cầu kỳ thế. Nhà nó mấy con dưa 63 là sao nó chẳng cầu kỳ. Nhà nó riêng con đấy, mình có 3 con xe. Đây, cắt cái lối này thời gian mà được gắm nó lâu lắm. Ra lá rất lâu, lá nó nhỏ, ra lâu 3 nhịp lá thì nhìn vẫn bình thường. Cái này được 1 tháng anh nhỉ? Hơn đấy nhỉ? Hơn 1 tháng. Làm cái này mà cắt có sai tí là bất điều chỉnh này. Đúng không? Khi này phát triển hướng mới. Anh ở đây thường ăn là... Nó phát triển liên tục anh ạ, nó không có điểm dừng. Quá trình chơi là cái gì đẹp nhất giữ lại, thế là về bản chất nhân cây này đi, sau này sẽ còn nhiều cảnh khác đi. Chào anh em nhé, chào anh em nhé. Nhìn thì có vẻ cảm giác được cây này, tức là làm nó vẫn có cái gì đó nó thưa thoáng, đúng không ạ? Nó không bị rối, hoặc là giờ với một cây cây như này một ông để có một cục như này nó bị rộng như này chẳng hạn. Là mình ví dụ như là một cái cây này nó cũng nhiều lá này. Alo. Cây này nó cũng nhiều lá này, nhìn nó khác hẳn. Cái này thẳng bên này cái cây này cái này người sau này thì khi nó đầy đủ rồi phải bỏ. Nhưng hiện tại thì bỏ. Nó chưa có hợp lý. Anh em mình cơm nước nhau nhỉ? Gọi được tí này cứ trưởng não ây cho khoa để đây là nó là cây ca đầu làng cắm mãi mà quán nước thằng nào mà hồi bé mà hay ngồi quán nước cây uống chè trong uống rượu với cả đậu sống ấy. Cây này nhỏ mà cây này nó gọi là ký. Không, nhưng mà nếu nó độ tự nhiên thì cây này tự nhiên nhất. Đúng một cây tự nhiên. Cây là ngày xưa mấy thằng chơi alo. Kèo nhiều quá nó sẽ xuống này. Đấy, đang ở đằng sau cái chơi, chơi đầu làng mà trẻ con hay chơi trốn tìm. Đâu làng em một cây đa là nó cạnh sông, thế là cứ trèo lên cành nhảy sông tắm. Cái sau cái cảnh nó chả xuống. Đúng rồi đấy. Đây là cây huyệt rồi. Cái miêu tả là anh em là chơi tìm núi đầu tiên của Hoàng Lê Bình đúng không? Nhưng mà sau này không được tên này. À thì anh Sĩ đại diện được rồi. Ai lên tên nhỉ? Được, tụi anh chơi thì một người đại diện thôi. Hoàng Lê Minh mà không nhìn lên chữ Hoàng Lê Minh. Anh hôm đấy ra là cũng hơi cập dập. Một người đứng là được rồi. Thằng nào làm cây này nó cũng hơi điên đấy. Sao anh nói to đấy, nói bé thôi, anh nói nhỏ tay em. Nhưng mà không bao giờ làm được những cây này. Làm nên những cái mà nó không bình thường thì cần những người không bình thường. Điên điên đấy. Anh nói nhỏ thôi, anh nói giữa triển lãm anh nói to đấy. Anh mà gặp thằng nào làm cái đấy anh đệ thôi. Cái tên người làm ở trên biển đấy anh. Thế đợt này là anh đưa cây này đến cây kia à? 4 cây này. Từ cái tùng này đến cái đại trượng phu kìa. Thực ra là sau đấy là cái bác ở ban tổ chức bác tự ghi biển cho. Để hôm sau bác tự ghi biển cho. Sáng nay biết thì anh B tiếp cái cây vừa làm xong. Em tưởng là anh B. Chắc là ngại là thôi đi người không hả? Không
ngại nhé, vẻ không thấy mời, vẻ những cây của anh lên đây thì phải đứng trước kia. Ô anh cũng không được mời à? Ôi trời. Thường quá. Không mời đứng về đúng không? Em cũng được mời đâu. Chạy vào. Em cũng không được mời. Em là đi ké, em đi hấp tấp tôi ngồi, em được mời đâu. Đây là gắn liền với tên tuổi của anh ấy. Không hiểu. Thật đầu anh bắt đầu anh đã cây này thì nghe chừng mạng nó ném đá cũng tương đối nhiều. À đến bây giờ vẫn bị ném à? Không, nhưng bây giờ là đấy, đá vừa rồi anh ấy bảo ai làm cái này anh đánh. bây giờ đá thì có năng nó chuyển sang thành bột biển rồi. Phải ghi tên người khác rồi. Phải ghi tên người khác. Thôi nhưng anh ơi, cây này là phải vặt lá liên tục đúng không? Không, trời à. Không. Nếu mà ra lá con là ra lá em nhìn con kia kìa. Đấy. À. Ừ. Nếu mà ra lá nó như thế. Ừ, chơi cây mà vặt lá liên tục thì chơi làm gì em? Người ta hay bảo rằng là cây này phải vặt lá không phải đâu. Lúc mà nó ra lá đẹp lắm. Người nói là coi như là cái cây này. Thì họ nó sẽ thực tế bao giờ đâu. Cái quan trọng là ai là người nói mới là quan trọng. Còn không, nhưng mà đúng là cái lối này nó phải là xanh quê về làm được. Làm điền thì nó dày lá đúng không? Dày dặm thì lại không chơi được. Thế nhưng mà xanh quê là lá nó còn độ thưa thì nhìn nó mới chơi được. Nhưng mà nếu mà đợt này mà xanh quê sốt nạc thì là do tội của anh. Thế làm có tội. Thời gian xanh quê là vào lãng quên rồi, nhưng mà đợt này như Nam Định quê em quay là cái lối của anh. Dạ vâng ạ. Thì nhiều người lại cũng bắt đầu là mua chơi lại. Tụi em cũng chưa biết được, từ giờ cứ lang thang đến chiều rồi, sau đó là về thôi. Chắc tầm 3 tiếng nữa thì về. Tiếng thì về rồi. Chắc là ngồi thêm tiếng mà về. Chứ về vậy có thằng nó hỏi mua đi lại chạy sang à? Không, tụi em có bán thôi. Sáng giờ bao nhiêu người gọi hỏi giá mua thì em. Đây là mang đi chơi giao lưu. Ồ, chỉ cần bán thôi, không cần giá. Không cần giá. Thực ra bán là được. Xuất phát điểm cây này của anh cũng rất là bình thường. Ừ, cốt của anh mua bình thường. Nhìn cái cốt này rất là bình thường. Anh sinh viên nghèo ngày xưa anh làm gì có tiền tỷ mua phôi đâu. Anh mua phôi toàn vài triệu, vài triệu là máu lắm rồi. Cây đa đầu làng. Ghê đấy, cây này là của mấy anh Triển Châu. Cùng anh vừa bảo anh biết ai làm cây này là anh chỉ đánh anh nhá. Em phải cây này thì nó tính nghệ thuật nó cao. Chú thấy sao chú? Là phát bảo to bắt tay nhỉ? To chú thì chỉ cùng thôi. Vừa đâu mất cây giờ đấy. Chú chỉ cùng thôi. Nhiều lắm. Đi mấy ông ăn rồi nhá, chỉ cần tố vai một phát thì các em tốn rồi thôi, mất một cả dãy luôn, tốn rồi là chuyện bình thường. Là bắt chiếc theo cái bản vẽ ở trong cái bức tranh ấy, bức tranh đầu làng ấy là mình bắt chiếc bản vẽ. Nhưng mà phong cách của anh là không đi đâu được. Sai rồi. Thế là mừng rồi anh em nhìn thấy nhận ra là mừng rồi. Anh em quay anh em đứng gì chồng. Đấy anh hàng không được. Mà bây giờ anh em còn đang theo cái nối đấy của anh ấy. Thế tốt quá. Cái này ai theo ấy. Cái này làm cái dòng sông nhỏ nhỏ ở đây xong bắt đầu quán chè mái lá ở đây. Có một cái bà cụ bán nước chè ấy nhỉ. Quán nước chè ngồi. Chạy trẻ con chạy chơi bãi bãi đấy. Nó là phí anh đấy, không phải về đâu, có phải một mình em nhỉ? em nói với anh ấy. Vâng. Đấy. Đây này nhá. Đúng ý tưởng mà anh. Anh nhá. Đây là cái này nó mới đúng này. Chỗ này ấy thì nó là cái quán nước rồi, đúng không?
đằng này ấy, thì nó lại phải cái đường cao tốc thì cái xe của anh mới chạy được. Phải sân bay không? Đấy, sân phong ra là ngày. Sân bay không hả bác? Nó vòng ra là ngày hiểu không? Thì nó phải cả sân bay nữa đúng không? Quê bây giờ là bị lấn đường lấn chiều. Đấy, nó phải như thế. Quê bây giờ là biến thành đô thị hết rồi. Đô thị. Đúng rồi. Mình quay cho mày quay. Dạ vâng. Những cái tác phẩm cái dáng thế là dáng đúng dáng làng à. Nhưng cái này chỉ có vậy, lá đi thì đẹp. Có 13, 13. Nếu mà để lá nó như con kia kìa anh kìa. Để lá nó sẽ như con này. Con này nó như thiên nhiên kìa. Con này về rồi. Cứ đi xem đi. Cứ đi ngắm hết. Nói chung là chỉ cần chơi một con này thôi, chơi được nhiều. Ừ. Lắng hết anh nhưng mà nếu mà anh mà để em quyết định bạn sao đi uống bia rồi nhé. Em đã cắt bia rồi đấy lên làm cho nó thành làng hẳn luôn đấy. Mỗi người có về tên tuổi cây này muốn nên là không đánh kiểu đánh nó dẻo được đâu. Nhớ dẻo là cái đầu tiên hoàng nên mình nên gạch ra em nát lên không. Nhưng mà nếu mà để mà nói thì nếu là cốt còn cái răm răm đơ không được. Nghĩ ra cái răm này nó rất tự nhiên răm đơ được đi bình thường mà cắt hết cành âm bên dưới đi. Nhưng mà thì nhìn nó đều quá, nhìn nó đều. Nhưng mà như thế thì nhìn nó không có cái đẹp của cái này. Vâng. Nó đều này đứng trong kia chụp anh em xin kiểu mẹ anh Hoàng Liên Minh nhỉ. Và anh vẻ Hoàng Liên Minh nhỉ. Đúng rồi. Đấy, không phải đâu anh, không phải đâu anh mạo danh đấy. Ngưỡng mộ. 1 2 3. 1 2 3. Thank you. Cảm ơn anh nhé. Đúng rồi. Em là ở đâu? Dạ anh Tùng anh dỗi rồi anh đi một vòng sang bên kia rồi. Dạ. Cái anh chờ. Toàn chơi xanh đúng chị chơi Tùng rồi. Gặp tan idol rồi. Nhưng mà anh hôm anh bảo là có cây sưa ở chỗ đấy nhưng mà hôm anh mua cây gì? Hôm nhớ là cây cả người quá tự nhiên nó bảo nhưng mà nó chỉ cái bé nó chỉ ra ngoài đường. Ok đẹp đấy, đẹp số rằng bảo có cây xưa to lắm thì nó cả cây cả người ra là cây của đường phố nó có câu chuyện luôn. Anh già này mà đi đến lịch cây của nhà nước. Chào anh em nhá. Dạ vâng ạ, em chào anh.